Rất vui gặp lại các bạn trong video ngày thứ 6. Đây cũng là video cuối cùng trong chuỗi 6 video hướng dẫn tập luyện tại văn phòng trên chiếc ghế của mình. Thì trong bài tập hôm nay chúng ta sẽ tập thêm những cái động tác yoga có thể là nâng cao hơn một chút, thêm một chút sáng tạo để giúp cho các bạn có thể tập luyện vui vẻ hơn. Thì các động tác yoga chúng ta sẽ yêu cầu độ dẻo nhất định. Thì các bạn hãy lựa chọn video này vào một ngày tập thích hợp, đặc biệt là chuẩn bị cho mình cái trang phục nó co giãn một chút, như là đồ văn phòng nhưng nó linh hoạt một chút để chúng ta có thể dễ thực hiện hơn, và có thể sẽ không phù hợp với những bạn mà mặc đầm hoặc zip khi chúng ta tập luyện tại văn phòng. Thì các bạn có thể lựa chọn video này trong trang phục cũng như là chuẩn bị trước cái quần áo phù hợp trước khi lựa chọn cái bài thứ 6 này nhé. Còn nếu cái bài này nó không phù hợp thì các bạn có thể chọn các video còn lại mà tôi đã hướng dẫn trong những ngày vừa qua. Chúng ta bắt đầu vào buổi tập ngày hôm nay với chuỗi video xoay ngang ghế thì các bạn có thể quan sát kỹ được hơn. Chúng ta bắt đầu ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng, hít vào hai tay sang ngang vươn lên, lòng bàn tay áp chạm vào nhau, ngón tay cái hơi móc đè lên nhau, thở ra duỗi thẳng, đẩy ngược lên, hít thở trầm. Các bạn có thể nhắm mắt lại, mỗi lần thở ra hãy thả lỏng toàn bộ vùng cơ trên vùng trán, thả lỏng toàn bộ căng thẳng. Hơi thở khi thở ra sẽ giúp chúng ta xoa dịu hệ thống thần kinh cũng như làm cho cơ thể trở nên mềm mại hơn rất là nhiều. Và tiếp tục kéo giãn và nâng cao vai. Hít vào chùm tay, thở ra hạ tay xuống. Khi để ép vai, hít vào hai tay vươn lên, tay trái kéo tay phải, kéo thành tay trái và sau lưng. Thở ra đẩy nhịp lên. Chúng ta dùng đầu của mình này, đẩy khuỷu tay về sau và giữ lưng thẳng. Khuỷu tay phải cũng đồng thời đẩy về sau, đẩy nhịp lên. Động tác sẽ kéo giãn toàn bộ vùng vai của chúng ta. Quá trình tập luyện, quá trình làm việc, chúng ta thường sử dụng những phần vai mình rất là nhiều. Chúng ta phải gồng cứng vai nên cái trạng thái mà mỏi vai thường xuất hiện rất là nhiều với các bạn tập luyện, các bạn làm công việc văn phòng. Rồi buông tay, hạ tay xuống. Đôi bên hít vào tay này vươn, thở ra tay trái kéo khuỷu tay phải vào sau, giữ lưng thẳng, nhìn thẳng về trước. Mỗi động tác chúng ta giữ trung bình là 30 giây, kết hợp với hơi thở trầm. Phần lớn các bài tập mà trong chuỗi series 6 ngày này đều là các bài tập ngắn, do vậy là các tư thế đều ưu tiên sự kéo giãn để giúp cho bạn tỉnh táo hơn, giảm những căng thẳng mệt mỏi hơn trong quá trình làm việc. Rất ít các động tác liên quan chưa được cơ, vì trong tầm buổi trưa chúng ta tập luyện các động tác liên quan sang cơ có thể làm cho các bạn hơi bị mệt mỏi khi mà cái giờ làm việc buổi chiều bắt đầu. Từ từ hạ tay, hạ xuống, tư thế như mình, hít vào tay phải giữ cạnh ghế ở bên trái, hoặc chúng ta giữ vào đùi của mình cũng được. Tay trái vươn lên giữ thẳng lưng, thật ra nghiêng người sang bên phải để kéo giãn toàn bộ phần sườn bên trái. Để căng tay và nhìn thẳng. Cánh tay của chúng ta vươn về sau, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Và mỗi lần thở ra cố gắng để căng hơn một chút. Cái vị trí tay phải chúng ta giữ chặt vào thành ghế, phía bên cạnh ghế cũng được. Hoặc nếu các bạn không thể với tới thì chúng ta phải giữ vào đầu gối. Từ từ hạ tay, đổi bên, hít vào tay bên phải vươn lên, thật ra nghiêng sang bên trái. Đẩy ngược lên, hít ở trầm. Quá trình giữ cái động tác kéo giãn, các bạn có thể nhắm mắt lại. Khi nhắm mắt chúng ta sẽ tập trung hơn rất là nhiều, và hơi thở sẽ sâu hơn rất là nhiều lần.
tôi hạ tay xuống. Chân trái gác lên đầu gối chân phải, giữ lưng thẳng, hít vào đẩy hướng lên. Thật ra chúng ta gặp người gần mặt chân, đồng thời tay trái nhấn nhẹ đầu gối trái xuống thẳng, giữ lưng thẳng, hãy lưu ý hầu hết các động tác của chúng ta là ưu tiên sự kéo giãn thẳng, đặc biệt là phần lưng của mình trong quá trình ngồi làm việc ở trên máy tính, trên bàn làm việc. Mọi người thường có xu thế là cuộn tròn lưng lại và làm cho lưng của mình càng ngày càng mỏi hơn, cũng như làm cho bụng của mình càng ngày càng gọi là nhiều mỡ hơn do cái trạng thái ngồi như vậy. Vậy các bạn hãy ngồi thẳng lưng lên trong suốt quá trình làm việc, hoặc dán một tờ giấy nhớ trên cái máy tính của mình để giúp cho mình, nhắc nhở mình hàng ngày là chúng ta phải giữ cho mình trạng thái lưng thẳng, an toàn cho lưng của mình. Rồi từ từ ngồi dậy, động tác này có thể nâng cao hơn một chút này. Tôi sẽ xoay ngang, bạn dễ hình dung. Hít vào hai giữ bàn chân bên trái, đẩy mình lên. Thật ra tùy độ dẻo của mỗi bạn, các bạn duỗi thẳng chân nhiều nhất có thể. Động tác này kéo giãn toàn bộ phần cơ, các dây chằng ở dưới phần chân của chúng ta, giúp cho phần chân trở nên linh hoạt hơn. Nếu như bạn trong quá trình làm việc chúng ta thường ngồi làm gây sự tắc nghẽn các cái hệ thống lưu thông mạch máu ở vùng chân của mình, rất nhiều các bệnh lý được hình thành do cái việc chúng ta ngồi lâu, như là đau dây thần kinh tọa, hoặc là cái việc giãn tĩnh mạch ở phần chân do chúng ta thường xuyên gọi giữ yên một tư thế trong thời gian rất là dài. Có phải các động tác kéo giãn chân giúp chúng ta làm mềm các cái hệ thống hình mạch và linh hoạt cái hệ thống chân của mình. Đẩy người lên. Một số bạn có thể không với tới chân thì chúng ta hơi cong chân, từ từ chùm chân này, chúng ta có thể hơi căng hơn một chút tùy vào mỗi bạn nhé. Tay phải giữ chân trái, tay trái chúng ta giữ cạnh ghế, nghiêng người sang bên phải, ngồi bằng mông bên phải. Đây là một động tác nâng cao, do vậy hãy thực hiện trong khả năng của mình và giữ thẳng chân, đẩy ngược lên, tức là lưng cao. Động tác này sẽ kéo giãn toàn bộ vùng chân và sườn bên phải của chúng ta. Đây là sự động tác kết hợp, do vậy các bạn hãy lựa chọn có thể thực hiện hoặc là thực hiện trong khả năng của mình, nên nhớ là chúng ta nên lựa chọn trang phục phù hợp để thực hiện động tác này. Thế một số bạn nữ mà thực hiện đang mặc quần hoặc váy, chúng ta thực hiện động tác này nên lựa chọn cái không gian phù hợp hơn để tránh cho các gọi là nhân viên nam không bị sốc. Từ từ hạ chân xuống. Rồi, chúng ta đổi bên. Chân phải kéo lên chân trái. Hít vào thẳng lưng, đẩy ngược lên. Thật ra gặp người gần mặt chân, hít ở trầm, hãy lưu ý cái phần tay của mình nhấn vừa sức thôi, đừng dùng dình. Chúng ta chỉ nhấn nhẹ và ấn nhẹ từ từ để cảm nhận cái độ căng, nó sẽ kéo giãn cái vùng chân của mình, bao gồm cả cái khớp háng ở bên phải nữa. Thẳng lưng, hít vào trầm, rồi từ từ ngồi dậy, hai tay giữ bàn chân phải, hít vào giữ hàng lưng. Thật ra chúng ta giữ hàng chân, các bạn có thể giữ nguyên vị trí, tôi xoay ngang để các bạn có thể dễ hình dung tư thế. Ở trong tư thế này, nếu chúng ta vẫn muốn thực hiện và chúng ta thể đầu tư cho mình một cái sợi dây tập yoga để chúng ta hỗ trợ trong quá trình tập luyện văn phòng. Cái dây này rất là nhỏ nên mình có thể mang đi bất cứ lúc nào cũng được, và giá thành của nó cũng không cao, chỉ khoảng tầm 1-2 chục cho một cái dây như vậy thôi. Thì trong quá trình tập ở văn phòng, các bạn có thể hỗ trợ và sử dụng cái dây này tập ở rất nhiều cái động tác. Cứ thẳng lên, thì sau mỗi lần mình dẻo hơn thì tay mình sẽ tiến gần mặt chân, không cần sử dụng dây nữa. Nên nhớ chân có thể cong nhưng lưng thì phải thẳng. Rồi từ từ xoay ngang. Nếu sử dụng dây, chúng ta sẽ vòng dây qua bàn chân của mình và tay trái giữ lấy dây, tay phải chống thành ghế và duỗi thẳng.
các bạn có thể thả ra để sợi dây nó dài hơn. Và nếu mà mình dẻo hơn thì mình có thể giữ thẳng cái bàn chân. Nên cái dây thực hiện rất là tiện, chúng ta hỗ trợ trong quá trình tập luyện yoga. Đẩy ngược lên, đây là động tác đầy đủ. Còn nếu cong hơn, các bạn hơi cong chân lại một chút. Còn nếu dùng dây, chúng ta vẫn có thể giữ thẳng chân được. Đẩy ngược lên, từ từ hạ chân xuống. Ok, động tác rất là nâng cao đó. Ta này thực hiện văn phòng thì quá tuyệt vời. Động tác cuối cùng đó là tư thế vặn. Chúng ta lại gác chân trái lên đầu gối chân phải, giữ thẳng lưng, xoay người sang bên phải, tay trái kiếm chạm xuống sàn, tay phải hướng lên trần, đẩy lên. Chúng ta có thể xoay thẳng nhìn lên trên hoặc xoay nhìn sang ngang, tùy vào cái độ khỏe của các cơ ở cổ của bạn. Thì chúng ta xoay nhìn lên trên mặt thẳng rất là mỏi cổ, chúng ta nhìn sang ngang, chú ý giữ lưng thẳng. Tất cả động tác vặn, cập, kéo giãn đều ưu tiên phần lưng, là lưng phải thẳng, hạ xuống. Với cái động tác vặn xoắn thì các bạn có thể xem các cái video hướng dẫn bài tập thở của tôi. Tập thở khi mà chúng ta vặn xoắn thì chúng ta thở ra khi vặn, hít vào thì chúng ta trong trạng thái chuẩn bị, thở ra là chúng ta xoay. Đẩy nhịp lưng. Nếu bạn không thể với tay được xuống sàn thì các bạn có thể tì cổ tay ở đây cũng được. Đây là trạng thái các biến thể có thể rất là linh hoạt để chúng ta có thể thực hiện tập luyện được. Rồi từ từ hạ xuống, rất là kéo giãn, rất là tỉnh táo. Vừa rồi chính là kết thúc bài tập ngày hôm nay, cũng là kết thúc chuỗi video 6 ngày tập luyện trên ghế tại văn phòng. Mình hy vọng với 6 video vừa rồi sẽ giúp ích cho bạn có năng lượng nhiều hơn trong quá trình làm việc tại văn phòng cơ quan vào giờ nghỉ trưa hoặc các tan tầm, các cái khung giờ nghỉ mà mình có thể khai thác để có thể giúp mình tập luyện một cách dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Và nếu các bạn có điều gì thắc mắc trong suốt quá trình tập luyện thì các bạn có thể comment hoặc phản hồi lại cái để mình có thể tiếp tục xây dựng các cái chuỗi video đó tốt hơn và chất lượng hơn để phục vụ mọi người và chia sẻ đến cộng đồng. Và nếu các bạn ủng hộ thì hãy đăng ký follow kênh YouTube của Kim Bang để có thể nhận được các video mới nhất khi mà mình đăng tải lên. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.